Trên tòa nhà cao tầng đối diện ngân hàng Seoul có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen, tay cầm ba lô văn kiện. Anh ta cảnh giác quan sát tình hình xung quanh đường phố, sau đó lấy thiết bị ra bắt đầu nghe lén động tĩnh của cảnh sát gần đó. Thấy không có gì bất thường, bèn bắt đầu ra mệnh lệnh. Tiếp theo đó, bốn tên cướp nhanh chóng lao vào ngân hàng tiến hành vụ cướp. Người đàn ông trung niên này tên là James chính là đầu sỏ của nhóm tội phạm này. Anh ta phụ trách đứng từ xa chỉ huy toàn bộ hành động. Thời gian của nhiệm vụ chỉ còn lại 3 phút, bọn cướp buộc phải lấy được đồ mà chúng muốn trong thời gian quy định, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Nếu vượt quá 3 phút thì cảnh sát sẽ đến, lúc đó không ai thoát được. Ban đầu mọi thứ tiến hành thuận lợi theo kế hoạch, không ngờ khi rút lui thì một tên cướp đã không kìm nổi cám dỗ. Hắn chỉ quan tâm đến tiền nên kết quả làm lỡ mất thời gian trốn thoát tốt nhất, dẫn đến cả nhóm bị cảnh sát đuổi theo. James sau khi phát hiện thì lập tức khởi động kế hoạch B, bảo tên béo phụ trách cắt đuôi chặn xe cảnh sát lại. Sau khi nhận lệnh, tên béo nhanh chóng lái xe hàng rồi cua gấp ra giữa đường, thành công yểm trợ băng cướp trốn thoát, còn hắn cũng lùi mất trong lúc hỗn loạn. Cùng lúc đó, nữ chính Ha Jun-ju trên tàu điện ngầm theo dõi một người trung niên đến quán ăn. Kết quả vừa ngồi xuống không lâu đã bị đối phương phát hiện. Người này đi thẳng đến trước mặt Ha Jun-ju, lạnh lùng quan sát cô ấy. Ha Jun-ju cố gắng đè nén tâm trạng căng thẳng, giả vờ như không có chuyện gì muốn rời đi. Ai ngờ đối phương kéo tay cô lại đạp một cái khiến cô ấy ngã ra đất, sau đó nói: "Bị phát hiện trừ 5 điểm, không hiểu cách ứng phó trừ 4 điểm, biểu cảm lo lắng trừ 1 điểm." Ngoài ra, người trung niên tên là Hoang Sang-jun này là đội trưởng Ủy ban chống tội phạm đặc biệt Hàn Quốc, mà mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy đều là đang kiểm tra người mới như Han Jun-ju. Sau đó, Hoang Sang-jun bắt đầu hỏi Han Jun-ju những người và những chuyện ông ấy gặp trên đường. Không ngờ Han Jun-ju dựa vào năng lực ghi nhớ hơn người của mình, tường thuật không sai một chi tiết, ngay cả thời gian Hoang Sang-jun xuống tàu điện ngầm cũng chuẩn xác đến từng giây. Cứ như thế, Han Jun-ju dựa vào thiên phú trời ban của mình trở thành một thành viên đội điều tra tội phạm. Đợi khi Hoang Sang-jun kiểm tra xong vừa mới quay về cục cảnh sát, liền hay tin vụ án cướp ngân hàng. Anh ta lập tức bắt tay điều tra. Nhưng vụ án này vậy mà khiến cho Hoang Sang-jun kinh nghiệm đầy mình cảm thấy rối trí bởi bọn cướp quá giả hoạt. Camera giám sát quanh đó ngoài quay được ngoại hình của chúng ra thì một chút manh mối cũng không có. Đến cuối cùng Hoang Sang-jun cũng chỉ xác định được bọn cướp có 6 người. Hơn nữa phân công rõ ràng, được huấn luyện chuyên nghiệp. Có 4 người trong đó phụ trách cướp bóc, một người lái xe tiếp ứng. Cuối cùng còn có một người phụ trách cắt đuôi. Lúc này Hoang Sang-jun cũng coi như rơi vào thế khó. Ở bên kia, James bừng bừng khí thế đến bờ sông gặp mặt băng cướp. Anh ta chẳng nói câu nào, cho tên cướp suýt làm hỏng việc một trận thập tử nhất sinh, lấy đó để cảnh cáo những người khác lần sau hành động phải tuân thủ mệnh lệnh, đừng vì chút tiền còn con đó mà đánh cược cả tính mạng. Sau đó James cầm số tiền trái phiếu cướp được từ ngân hàng đến một tiệm giày cũ rồi ra cho Jun. Thì ra Jun mới chính là trùm cuối đứng sau tổ chức tội phạm ngầm lớn nhất Seoul này. Hắn chuyên giúp người ta ăn cắp trái phiếu phi pháp cho ngân hàng. Mà James là cánh tay phải đắc lực, đồng thời cũng là con nuôi của ông ta. Tiếp theo, Jun lại giao cho James một nhiệm vụ mới, đó là cướp trái phiếu nào đó trong công ty có giá trị lên tới 1 tỷ won. Jun nói với anh ta, lần này nhất định phải hành động nhanh gọn, không được phép xảy ra bất cứ sơ suất nào. James nghe xong thì cầm tư liệu nhiệm vụ rồi rời đi. Trước khi đi, anh ta nói làm xong vụ này sẽ rửa tay gác kiếm, ra nước ngoài hưởng thụ quãng đời còn lại. Mà Hoang Sang-jun lúc này lại có phát hiện quan trọng, anh ta thông qua quan sát tỉ mỉ camera giám sát xung quanh, phát hiện trong một cửa hàng tiện lợi có người trông giống tên béo. Thế là Hoang Sang-jun lập tức tiến hành so sánh hình thể, xác định người này chính là tên cướp lái xe hàng cắt đuôi đó. Sau đó Hoang Sang-jun gọi cửa hàng tiện lợi là trung tâm, trích xuất tất cả camera xung quanh đó, truy lùng bóng dáng của hắn. Nhưng tên béo có năng lực đối phó với cảnh sát rẽ vào một con ngõ không có camera rồi biến mất luôn. Nhưng Hoang Sang-jun cũng đã có được vị trí khai quát của hắn rồi, sau đó dẫn đội giám sát đến khu vực đó, bảo các thành viên đóng giả thành công nhân, tài xế taxi, anh shipper đi khắp phố tiến hành quan sát, bắt đầu tìm kiếm tung tích tên béo. Do Ha Jun-ju là người mới, Hoang Sang-jun sợ cô ấy luống cuống sẽ bị bại lộ thân phận cho nên cứ để cô ấy ở trong xe chỉ huy. Tiếc là toàn thể đội giám sát bận rộn liên tục đến nửa đêm cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào về tên béo. Hoang Sang-jun thông qua bộ đàm nói mọi người rút lui. Ha Jun-ju lập tức xuống xe vươn vai một cái, sau đó vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi sầu. Nào ngờ đâu bên tai cô truyền đến tiếng cười của mọi người, Ha Jun-ju không hề biết xảy ra chuyện gì. Lúc này Hoang Sang-jun thông qua bộ đàm nói với cô ấy, lúc đi vệ sinh nhớ tắt bộ đàm. Điều này khiến Ha Jun-ju vô cùng ngượng ngùng. Ở bên kia, James cũng không rảnh rỗi, đang nhanh chóng thiết lập kế hoạch cho nhiệm vụ thứ hai. Sau khi có được phương án, tối hôm đó bèn dẫn tiểu đội của mình bắt đầu hành động. Sau khi trải qua chuyện lần trước, mọi người đều cẩn trọng hơn nhiều, nghiêm túc tiến hành kế hoạch dựa theo sự chỉ đạo của James, thành công cướp đi trái phiếu rời khỏi hiện trường. Chỉ vào lúc James thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì bất ngờ phát hiện trên tòa nhà đối diện có người đang quay cảnh đêm. Vì đề phòng người đó quay chúng mình, anh ta trực tiếp đi đến đó giải quyết đối phương, sau đó lấy đoạn băng trong máy rồi mới rời khỏi hiện trường. Nhiệm vụ hoàn thành, James đến tiệm giày của Jun giao trái phiếu cho ông ta rồi chuẩn bị rời đi. Nào ngờ Jun không đồng ý, cố tình ép anh phải làm thêm một nhiệm vụ nữa, nhưng James không thèm quan tâm rồi đi thẳng ra ngoài. Ai ngờ vừa mới đến bãi đỗ xe thì gặp phải sát thủ của Jun tấn công. May mà thân thủ của anh ta linh hoạt nên phản bại thành thắng. Đến lúc đó James ý thức được nếu mình không nhận nhiệm vụ này chắc là ngay cả mặt trời ngày mai cũng không thể nhìn thấy, đành phải quay về tiệm giày rồi lấy đi tài liệu nhiệm vụ. Đồng thời anh cũng nói một cách hằn học với Jun, đây là lần cuối cùng.
Trong vài ngày sau đó, đội giám sát bên này không thu được manh mối gì. Lúc này, Ha Jun-ju nhìn khu vực camera giám sát, đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng. Bởi tên béo có năng lực chống lại sự điều tra của cảnh sát, cho nên hắn không thể nào tự làm bại lộ vị trí thật sự của mình được. Cũng có nghĩa là phương hướng giám sát của Hoàng Sang-jun sai rồi. Sau đó, Ha Jun-ju thông qua phân tích tình hình xung quanh đại khái suy ra được phạm vi giám sát mới là một khu thành phố cổ kính không có camera. Hoàng Sang-jun nghe thế cũng đồng ý với suy nghĩ của Ha Jun-ju, lập tức chỉnh lại hướng điều tra. Lần này anh ta quyết định cho Ha Jun-ju tham gia cùng. Không bao lâu sau, Ha Jun-ju cũng phát hiện ra có một mục tiêu trông giống tên béo trên phố. Vì để xác nhận thân phận, tất cả đội viên đều áp sát vị trí của Ha Jun-ju. Cuối cùng, dưới sự phối hợp ăn ý của mọi người, thành công xác định được tên béo. Tiếp đó, Ha Jun-ju đi theo hắn suốt dọc đường vào trong thang máy. Sau khi xác định được địa chỉ thì nhanh chóng thông báo số phòng cho Hoàng Sang-jun, sau đó rời khỏi hiện trường. Đội viên Jun-ho sau đó xuất hiện, anh ta lắp một cái máy quay giấu kín trong tường, sau đó bắt đầu giám sát cuộc sống của hắn. Hoàng Sang-jun dự định coi tên béo là mấu chốt, lần mò đến những tên cướp khác rồi một mẻ bắt gọn chúng. Trong khoảng thời gian này, lúc Hoàng Sang-jun đến công ty trái phiếu điều tra vụ án, bất ngờ biết tin gần đó xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là một nhiếp ảnh gia. Thế là ông ấy lập tức đến xem, đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phát hiện góc độ này đúng lúc có thể nhìn thẳng vào công ty trái phiếu, hơn nữa thời gian tử vong cũng cùng một ngày với hôm xảy ra vụ cướp. Thông qua suy đoán, Hoàng Sang-jun cảm giác được băng cướp ít nhất còn có thêm một người nữa đứng sau chỉ đạo mọi chuyện, cũng chính là người đứng trên tòa nhà đối diện kia. Mà bên kia, Ha Jun-ju lúc giám sát camera phát hiện trong túi giáp của tên béo còn có một tờ giấy bị xé nát. Cô ấy lập tức nhặt về tổng cục giải mã, có được một dãy địa chỉ ID, kiểm tra địa chỉ ID phát hiện là một sở giao dịch trái phiếu. Từ đó có thể thấy mục tiêu tiếp theo của bọn cướp rất có khả năng chính là nơi này. Rất nhanh bọn cướp đã bắt đầu hành động, tên béo đi xe taxi đến công xưởng bỏ hoang gặp mặt 5 tên còn lại, thảo luận phương án hành động. Nhưng không biết rằng nhất cử nhất động của chúng đều nằm trong sự giám sát của Hoàng Sang-jun. Sau đó đội giám sát chụp ảnh cả 6 người gửi cho tổng cục tiến hành đối chiếu nhân dạng với thân hình 6 tên cướp hôm đó, xác định được thân phận của chúng. Thông qua máy nghe lén trong công xưởng, Hoàng Sang-jun phát hiện có một người dùng phương thức gọi điện chỉ đạo nhiệm vụ hôm đó. Đến lúc này, Hoàng Sang-jun cơ bản có thể xác định người ở đầu bên kia chính là đầu sỏ của băng cướp này. Thế là lập tức bảo tổng cục xác định vị trí của điện thoại, đồng thời cử đội giám sát đến đó mai phục, cùng lúc thông báo với cảnh sát bố trí lực lượng ở gần công ty trái phiếu. Ở bên kia, James vẫn đứng trên tòa nhà cao tầng chỉ đạo quá trình hành động như mọi lần. Không bao lâu sau, các thuộc hạ đã xuất hiện trong tầm mắt. Chính vào lúc này, trong máy nghe lén đột nhiên vang lên cuộc đối thoại bất thường. Anh ta ý thức được tình hình không ổn, lập tức ra lệnh dừng hành động, tiếc là mọi chuyện đã muộn. Cảnh sát sớm đã bố trí thiên la địa võng gần đó, cuối cùng 6 tên cướp toàn bộ xa lưới. Và bên này, James nhanh chóng rời khỏi hiện trường đến một nơi đông đúc lẩn trốn tạm thời. Rất nhanh, Hoàng Sang-jun và Ha Jun-ju dựa theo định vị trên điện thoại cũng chạy đến đây. Nhưng hiện giờ khắp nơi đều là người, hoàn toàn không thể xác định ai là tên cướp. Thế là Hoàng Sang-jun nhanh chóng bảo cấp trên gọi điện vào điện thoại định vị, từ đó phán đoán ai là tội phạm. Rất nhanh, Ha Jun-ju dựa vào năng lực quan sát linh hoạt của mình phát hiện 5 người đang gọi điện thoại trong đám đông. Lúc này James đang nghe điện thoại phát hiện bất thường, lập tức cúp máy rồi móc pin điện thoại ra, sau đó giả vờ như không có chuyện gì đứng dậy định rời khỏi đó, nhưng vẫn bị Hoàng Sang-jun phát hiện. Ngoài ra trên đường đến đây, Hoàng Sang-jun đã nhìn thấy James ở cổng tòa nhà, thế là Hoàng Sang-jun lặng lẽ đi theo đến một khu chợ nông nghiệp. Ai ngờ giữa đường hình như bị hắn ta phát hiện ra, đành phải miễn cưỡng dừng theo dõi, bảo Ha Jun-ju đi theo. Tiếp đó, Hoàng Sang-jun chỉ huy đội giám sát tập hợp quanh vị trí của Ha Jun-ju, mà Ha Jun-ju cũng không phụ mong mỏi của mọi người đi theo đến tận trên phố. Nhưng không ngờ lúc đó James lại đột nhiên vượt đèn đỏ băng qua đường. Nếu Ha Jun-ju vẫn đi theo thì sẽ bại lộ, nhưng nếu không đi theo thì mục tiêu sẽ biến mất. Trên một lúc cô tiến thoái lưỡng nan, Jun-ho ngụy trang thành cảnh sát giao thông tiến đến chặn James lại. Ai ngờ James trực tiếp móc bút máy ra đâm Jun-ho bị thương, chấp thời cơ rời đi. Sau khi Ha Jun-ju nhìn thấy nhanh chóng lao qua đó giúp Jun-ho cầm máu, nhưng Jun-ho cứ cố chấp muốn cô tiếp tục đi theo không cần quan tâm đến anh. Nhưng Ha Jun-ju nào có chứng kiến cảnh tượng như vậy bao giờ, bị dọa sợ ngớ ngẩn tại chỗ, cuối cùng đành phải dương mắt lên nhìn James biến mất trong đám đông. Sau chuyện đó, Jun-ho do mất máu quá nhiều nên tử vong. Hoàng Sang-jun thấy Ha Jun-ju bị sốc nặng nên cho cô nghỉ ngơi vài hôm điều chỉnh tâm trạng. Mà bên phía Jun sau khi hay tin nhiệm vụ không những thất bại mà James còn giết cảnh sát, sợ liên lụy đến bản thân nên bắt đầu tìm người trừ khử James. Không ngờ James lại chủ động tìm đến cửa giết chết Jun trước một bước, bởi anh ta quá hiểu phong cách làm việc của Jun rồi. Biết nhiệm vụ thất bại, lão ta chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Sau đó James quay về nơi ở tạm thời trong siêu thị để thu dọn đồ đạc trốn ra nước ngoài. Mà lúc này Ha Jun-ju ở nhà bắt đầu nhớ lại ký ức trong khoảng thời gian này, bỗng nhiên nhớ lại hôm đó cô ấy từng gặp James trên tàu điện ngầm. Ký ức giống như một bộ phim lướt qua trong đầu cô. Ha Jun-ju nhớ rằng lúc đó trên tay James có cầm một tờ quảng cáo tuyên truyền của siêu thị. Thế là cô lập tức báo cáo tin tức này cho Hoàng Sang-jun, đồng thời đến cổng siêu thị kia chờ đợi. Quả nhiên đã gặp James đang lẩn trốn. Sau đó cô theo dõi James đến quán đồ châu Âu, không ngờ vừa mới gửi vị trí cho Hoàng Sang-jun xong thì James đột nhiên đến trước mặt cô và truy hỏi: "Chúng ta quen nhau không? Tại sao luôn đi theo tôi?" Ha Jun-ju cố nén sự căng thẳng trong lòng nhẹ nhàng trả lời. Chính vào lúc này Hoàng Sang-jun đẩy cửa đi vào. James vừa nhìn là nhận ra ngay, trực tiếp đứng lên đi về phía cửa sau. Vì Ha Jun-ju đã bị bại lộ nên đành để Hoàng Sang-jun đi theo.
Hai người đi đến bãi đỗ xe mà bên kia Ha Jun-ju đứng dậy quay lại xe chỉ huy thì đột nhiên phát hiện con dao ăn trên bàn biến mất. Ý thức được Hoàng Sang-jun gặp nguy hiểm, cô nhanh chóng đuổi theo. Đúng lúc trông thấy anh ta bị James đâm bị thương, Hoàng Sang-jun bảo cô nhanh chóng đi theo. Lần này Ha Jun-ju không hề do dự trực tiếp chạy theo. Cuối cùng đến một ga tàu điện ngầm bỏ hoang, Ha Jun-ju gửi thông tin vị trí cho lãnh đạo đội giám sát cùng với cảnh sát. James biết tình hình bất ổn, liều mạng chạy trốn theo đường dây. Trong lúc sắp ra ngoài được thì phát hiện có một người đứng đợi sẵn khiến hắn ngơ ngác. Tiếp đó một tiếng súng vang lên, James ngã xuống đất. Người nổ súng chính là Hoàng Sang-jun sau khi băng bó vết thương xong chạy đến. Cuối bộ phim toàn bộ đội giám sát đến viếng Jun-ho, bày tỏ lòng thành kính trước chiến hữu của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Truy lùng siêu trộm. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Nếu thấy hay thì bình luận số 1, thấy cũng bình thường thôi thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.